trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đã không được diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra như lập hồ sơ khoa học, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia, thành bậc chùa Hương Lãng và chống đồng Động Xá. Lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích đền Đậu An huyện Tiên Lữ, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với lễ hội đền Tống Chân Quốc Hoa. Các đơn vị bảo tàng tỉnh, thư viện tỉnh, trung tâm văn hóa, nhà hát chèo, trung tâm phát hành phim và chiếu bóng đã tổ chức thành công các cuộc trưng bày triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. 6 tháng cuối năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tu bổ chống xuống cấp di tích giai đoạn 2017-2020, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của dân tộc và đặc biệt là tổ chức trưng bày lưu động chuyên đề Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, đại hội và thành quả tại các địa phương trong tỉnh, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chuẩn bị tốt lực lượng tham gia các giải thể thao quốc gia.